Đây kia Bella muốn nói là cái Bella thì họ Đoàn, nhưng mà thực ra họ Đoàn thì cũng không có nuôi Bella một ngày nào cả, chỉ có nghĩa tình nghĩa nhận bố mẹ nuôi thì thỉnh thoảng con là qua lại tôi cũng chán bữa cơm nào ở nhà. Thế là chú Bella là Nguyễn Thị Hà, xong về sau Bella chuyển là Đoàn Thị Hà, vì Bella cuộc đời cũng là rất là gian khổ và gian truân, gọi là đa đoan đi, và cuộc sống rất là khổ, nhưng mà cũng không khổ đến mức độ mà cái người đàn ông này lừa Bella lấy người ta, rồi Bella đẻ được con trai cho người ta, đang nghĩa người đàn bà mà Bella cũng không tự nhận là Bella là người tốt đẹp gì cả. Ai chẳng cũng có một phần nào đó là một cái góc khuất của một con người, người ta không không ai hoàn hảo được từ sáng đến tối, nhưng mà Bella thì cũng chưa kết hôn với ai. Nên là Bella nói về cuộc đời sống của Bella thì ngày xưa là Bella là Nguyễn Thị Hà, đến năm 7 tuổi thì đã bị đổi chuyển sang là Đoàn Thị Hà, còn cái người bà mẹ nuôi của Bella thì bà bỏ đi mất không thấy đâu. Thế đưa Bella vào một cái chùa để ở, thì đến lúc mà Bella được ở trong chùa được 7 năm thì cái người đấy đầu tiên là cái người Bùi Văn Tiệm đấy, thì lần đấy cái Nguyễn Thị Nầm đấy là con Bùi Tiệm, là tham đấy, con của Bella. Thế về sau cái người Nguyễn Thị Nầm đấy chính là Bùi Kim Anh hóa kiếp kiếp khác, cái người đến năm nay là 80 gần 90 tuổi rồi thì đã mất rồi. Còn Bella không muốn nói về cái việc khác, thì là về sau nó chuyển sang họ Bùi, thì sinh ngày 27 tháng 11 năm 1995, thì cái ngày 27 thì chính là năm 2007. Năm 2007 các bạn mà xem lịch mà xem, năm 2007 chính là năm năm con lợn, và năm 195 cũng là một con lợn. Thì ngày xưa Bella ở đấy trong chùa thì Bella bị chúng nó đánh cái sẹo trên đầu này, đánh cho ngất đi, và Bella không nhớ một cái gì đó về tiền kiếp của mình. Thế về sau Bella đi hát, và Bella cứ đi lên Hà Nội và đi các nơi đi, gặp một số anh chị rất là tốt, thì người ta đưa Bella lên chùa để giải oan giải nghiệt. Thì Bella về, Bella cũng nói với người bố nuôi của Bella ở trên Hải Dương, thành phố Hải Dương đi, ở Hồ Chí Minh đi, thì ông ấy bảo là mày không phải là con, ông ấy cũng là bộ đội, ông ấy nghèo, nhưng mà ông ấy cũng không kiểu là văn vào hoặc thấy người ta thấy sang bắt quả làm họ hoặc là gì đấy, ông ấy sống rất là tình cảm. Thì ông ấy nói là mày không phải là con đẻ của tao đâu, nếu mà không lấy chồng lấy con thì thế này thế kia thì cũng chuyển họ khác, chứ bây giờ chúng nó cũng đang có những hành động là truy sát, là đến ám sát, làm phiền ông đấy. Thì Bella thì cũng nghĩ là ông ấy đã không muốn cho mình ở đây nữa rồi, thì mình chuyển đi. Thì năm 2014 thì Bella có chuyển sang nhà họ Trần đi, họ Trần, Bella xin làm con nuôi dưới đền Đức Thánh Trần đấy, ở chỗ Nam Định. Thì Bella đã được nhận là họ con họ Trần, thì Bella cũng có thẻ căn cước và các kiểu. Thì năm 2014 Bella cũng đi hát, thì Bella rất là Bella cũng rất là bình thường, bởi vì Bella nghĩ là bây giờ mình là mồ côi, ngày xưa Bella là Nguyễn Thị Hà đấy, xong chuyển thành Đoàn Thị Hà, bây giờ là họ Trần Thanh Bình. Thì Bella chuyển ba bốn kiếp rồi, xong lại còn Hoàng Thái Hoàng Sa Tum nữa, thì cái đến hai năm 2004 thì có hai cái giấy tờ đấy, hai cái gia đình nhận nuôi Bella. Thì đến năm 2004 thì 14 đấy thì Bella đi hát, thì lúc đấy cũng nổi tiếng rồi. Thì Bella nghĩ bây giờ bố mẹ không có, toàn là bố mẹ nuôi, thì Bella cũng dám về nhà người ta ăn bát cơm, mặc dù mấy cái địa phương đấy rất là gần ở như Thái Bình, ngay ở ngày nào Bella cũng đi qua, Bella không dám vào, bởi vì một con người phải có học một chút. Thế là Bella nghĩ là thế, đến năm 20 đến một lúc thời gian mà Bella đi hát đấy, thì Bella có gặp bố thằng Peter ở ngoài đường. Thế Bella đi hát ở dưới Quảng Ninh về, thì trên đường đi đấy thì gặp ông ấy ở ngoài đường. Thế là về về sau hình như đi ăn thì ông ấy cũng có bỏ một chút thuốc vào đồ ăn đấy. Thế Bella thì cũng vừa mới quen thôi, bởi vì Bella nghĩ là cũng Bella thế bỏ thuốc thì chẳng may ngủ ở ông một hôm, nhưng mà Bella nghĩ là người này cũng có hành động là đi theo để hãm hại Bella hay sao. Thì về sau Bella đi xem bói và ông người ta cũng nói thẳng là đi truy sát mình. Thì Bella được một số dân anh chị ở xã hội, bởi vì Bella bình thường là người bình thường, nhưng mà cũng có rất nhiều anh chị rất là tốt, người ta cũng làm về ba mà, thì người ta cũng tìm hiểu cho Bella. Thế là em Bella thật chẳng có ai đẻ một đứa con cho mình mà đi bẻ răng và hãm hại người ta như thế. Bella nói như này, thế là gặp cái ông ở ngoài đường thì ngủ có một hôm thôi mà có thai. Thì đầu tiên ông bảo là nếu mà có thai thì đừng phá thai của anh, nhưng mà ông ấy cũng phải tầm gần 40 tuổi, ông cũng không nói năng mà gì cả. Thế là Bella nghĩ là bởi vì Bella thì chưa kết hôn mà lúc đấy bỏ thuốc hay người ta có đánh bỏ thuốc hay là người ta dùng cái thuật thôi miên gì đó, thế làm cho Bella có thai 9 tháng 10 ngày mà Bella cứ thế mà để đẻ con thôi. Thì gặp rất là nhiều người tốt, và không thì đưa Bella đến bệnh viện để phá thai đi. Thì không biết như có một cái thôi miên gì đó, thì Bella đi xem ấy, thì người ta bảo là có khả năng người ta dùng thuật thôi miên hoặc người ta điều khiển một cái gì đấy. Thì cái người này không phải là bình tầm thường, bởi vì lúc đấy Bella và cái Bùi Thị Anh có cãi nhau, thì cái người cái này đi xe mà có biển 44X ấy, thì đi với nhau, thì Bella điều tra có khi nào nó sát thủ của nó thuê đi xe ám sát Bella. Chứ Bella thế đến lúc có thai thì khi nào Bella bẻ đẻ trong viện thì giấy tờ của Bella là lúc này là Trần Thanh Bình, thì Bella cũng muốn chuyển về Thái Bình, nhưng bố mẹ luôn nói là bây giờ con chưa kết hôn với cả vẫn còn có 10 sinh năm Bella sinh ngày 8 tháng 3 1998, mà thì bố mẹ luôn nói là bây giờ thì cũng đủ tuổi kết hôn, nhưng phải lấy một người chồng nào cho ra chồng và tìm hiểu rõ ràng. Người ta bảo lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, chứ không thể vô tình gặp ở ngoài đường mà để đẻ con và mang đi phá thai như thế. Thì cái người bố mẹ nuôi của Bella ở chỗ đền Trần thì người ta thường có là đích Đức Thánh Trần, mà cái đền này rất là thiêng.
thì người ta cũng là rất là gia đình kiểu gia tộc, còn nhà họ Hoàng của Bella thì ở tận Phú Thọ cơ, thì người ta cái đấy thì cấm tiệt không cho Bella về nhà, bởi vì là biết là được người ta người đàn ông kia là người sở khanh, thì Bella cũng biết bố mẹ cũng dạy là nó là người sở khanh thì đuổi nó đi, về kể cả Bella cũng muốn nhập tên Peter con của Bella về trong họ đấy thì người ta cũng không đồng ý, bởi vì người ta bảo là lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống, nó là một kẻ thù của mình thì trước sau gì nó cũng xui con nó giết mình thôi, y như rằng. Thế là khi bên Thái Bình thì cũng không cho Bella về đấy, bởi vì người ta nghĩ là mấy người này là có tâm ma tâm quỷ thì không bao giờ có thể làm một đức như một con người bình thường được. Thì Bella để trình bày cho mọi người xem thì là y như rằng Bella đẻ được một tháng rưỡi thì có người lên con năng mà hỏi mua thằng Peter 100 triệu, thế là ý là Peter cũng muốn đi với người ta, thì thôi bây giờ mẹ thì đã có sinh cho Peter ở trần gian, cho đã nghe Peter thì không được đầu thai ở trần gian đâu, không ai đồng ý cả, kể cả bố Peter thì cũng không có đồng ý cho Peter ở trần gian, nhưng Bella đã ban phước cho xuống trần gian để đầu thai làm một con người, thì hãy sống thử tế như con người, đừng để làm một con ma hoặc là con súc vật để người ta truy sát người ta giết cho. Cái thứ nhất bất hiếu là tội đáng phải tử hình rồi, cái thứ hai giết vua, cái thứ ba là có những hành động đâm chết cả vợ cả mẹ mình đấy. Thì hôm qua thì Bella cũng đã có cho người điều tra, lần thứ nhất là Peter là cái người đi với Nguyễn Bích Hằng và Nguyễn Tiến Dũng, nhưng Nguyễn Bích Hằng thì ngày xưa là ca sĩ gì ở bên châu Âu cơ chứ không phải người Việt Nam, thì Bella có cho người điều tra về cái người này rồi, thì đi cùng với Bùi Thị Oanh cái cấu kết đánh Bella nhập viện người thương điên, thì Bella cũng cảm ơn, bởi vì như thế này này, Bella thực sự là Bella giả điên thôi, để bởi vì mọi người biết Bella làm cái gì mà một người ca sĩ vào Bella đội đại diện cho rất nhiều thương hiệu và rất nhiều được sản phẩm độc quyền của công ty và những cái gì mà tầng lớp thượng lưu của một con người ở dưới trần gian ấy, thì hôm trước đánh vào Bella và nhà thương điên nói vì tội, biết vì sao mà đánh Bella, bảo không, bảo Bella không phải là con người. Thế trong giấy khai sinh của Bella sinh thì có ghi là chữ là sao đỏ tận chí linh cơ, thì bọn nó bảo Bella là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh mà người ta sống tử tế hơn cả người thường, và người ngoài hành tinh người ta cũng là con người, kể cả Bella có là người ngoài hành tinh hoặc là còn là một con người, nhưng Bella chưa có phạm tội đâm chết người hoặc là cảnh bắt cơm của người ta ngoài đường, Bella cũng không dám ăn, mà Bella có đi hát mà đến mà người ta mời đi ăn cơm người ta còn bảo mình đen quỵt, bởi vì trần gian có nhiều cái họa lắm. Còn bố Peter thì với cả Peter thì cũng chưa phải là người xấu nhất, nhưng mà đối với người bình thường là xấu rồi. Còn Bella muốn nghĩ như này, bố Peter khi mà người Bella có thai thì đã nén nút đi với người Bùi Thị Oanh, khi hàng ngày ngủ với nhau, Bella đã cho người thám tử đi theo dò và đã ngủ được với nhau. Hôm trước đến ngày cuối cùng Bella truy sát cái người Bùi Thị Oanh kia ở trong Sài Gòn thì dẫn con Bella vào trong chỗ Đồng Khởi kia ở và có thuê chung cư ở trên đấy cho Peter, ở Vincom cho Peter ở, và cái người này thì trực tiếp là đưa tiền đối với Bella, ngân trần chẳng là cái gì đối với Bella cả đâu. Tất cả những dòng tộc mọi người mà xem Bella đầu thai toàn họ Đoàn, họ Trần, họ Hoàng đấy, kể họ Võ thì tất cả những gia tộc đi ở Trung Quốc hay Việt Nam trên thế giới toàn những dòng họ độc nhất vô nhị không qua có ở trần gian đâu. Đây là những người bố mẹ nuôi của Bella, như thế khi Bella ghép lại bốn cái dòng chữ để tặng cái ban đơn và cho tên cho con trai của Bella là Peter, và bây giờ Bella đã từ mặt Peter và từ bây giờ không có một mối quan hệ xã hội và gia đình. Ví dụ người ngoài đường Bella có thể xin một bát cơm để ăn, nhưng mà riêng Peter đấy không được, cấm thứ nhất cấm không được vào nhà, cái thứ hai không bao giờ có được quyền gọi Bella là mẹ, cái thứ ba là không được gọi nhận Bella là người thân trong tất cả mối quan hệ nào, bởi vì Bella thuê người đi điều tra thì Peter đã nghiện ngập và vượt thời gian. Peter sống ở tham kìa, tham là những đối tượng là vượt thời gian và có những hành động, tại vì tham Bella mở ra để cho những người làm việc công chức và những cái người cái việc của luật công ty hoặc là những cái tham đã mở ra, người ta vượt thời gian phải được người ta đồng ý, thế vượt thời gian để ám sát mẹ mình. Hôm trước là đánh Bella nhập viện nhà thương điên, sỉ nhục đóng cửa tất cả các quán bar của Bella, thực sự là như này này, người ta nấu một bát cơm cho mình ăn ấy, đừng tưởng người ta ngu, người ta đã cho mình được thì người ta sẽ lấy lại được. Thế là Bella nói như này này, thế là Peter sỉ nhục Bella bị điên, nhốt Bella vào nhà thương điên, thì đầu tiên Peter văn là lừa lấy Bella, thì Bella đã có làm cho một cái giấy tờ để lấy để xem Peter như thế nào. Thế Peter đã đi ngủ với người Bùi Oanh kia xong mà đánh Bella vào nhà thương điên, thì khi mà đánh cho Bella vào nhà thương điên sỉ nhục Bella đấy, thì Bella nghĩ là mất trắng không còn một cái gì, bao nhiêu công Bella. Đầu tiên thì ngày xưa Bella đẻ con thì người ta ép Bella phải bẻ răng, bảo mày muốn mà ở với tao và đẻ con bình thường nuôi bình thường thì mày phải bẻ răng của mày đi, thì mày không được chửi bới dân, người ta đánh mày thì mày cũng không được đánh lại, mày không được chửi bới người ta nữa. Bây giờ các bạn có thể nghĩ nó cầm một con dao nó đâm chết mình thì làm sao mình có thể lấy can đảm mà mình không đỡ lại con dao đi được. Bây giờ nó bảo là mày cầm, tao cầm dao đâm chết mày, mày không được đỡ. Thế cái người bẻ răng là Nguyễn Hương Linh kia, thì Bella xem cái số điện thoại là đua 95 thì liên quan đến Bùi Thượng Quỳnh Oanh là sinh năm 1995, thì nó đã đi theo ngấm ngầm nó cái người chồng của Bella. Thực sự là đây không phải là chồng, đây là cái có cả đường nói Việt Nam, tuần pháp Việt Nam. Bella có thể ép là bây giờ Bella mới có sinh ngày 23/4/2001 thì Bella mới có 16 tuổi. Cái thứ nhất là hiếp dâm trẻ con, cái thứ hai là chỉ và hành động đi theo để ám sát người ta. Thế là hiếp dâm, có những người đàn ông hiếp dâm xong còn đâm chết đàn bà, các bạn lấy
phải cẩn thận. Thế lừa Bella có con thì là còn lừa Bella bắt phải đi làm nuôi chúng nó. Các bạn ngày xưa biết không, bắt Bella là mỗi ngày đi lau một cái nhà như tầng lớp bình dân đi, không phải nhà chung cư hoặc biệt thự villa đâu, cái nhà bình dân cấp 4 như này. Ngày xưa Bella nó còn lấy xe tải chở Bella đi các thành phố từ đây nam vào bắc. Thế mỗi ngày bắt đến một cái nhà, nó giả vờ là bế cả con trai Bella, cái thằng người đàn ông mà lừa Bella có thai đấy, nó là kẻ thù đi truy sát Bella, nó giết người ta ca sĩ, người ta làm ca sĩ mà nó bẻ 20 cái răng. Tất cả các bạn xem cái MV tôi ngày xưa Bella hát ấy, răng rất là đẹp và đều người ta bảo răng đều hạt bắp hàng phu nhân. Các bạn tôi nói các bạn biết này, hôm nay mày gây họa cho tao, mày đâm tao một nhát dao và mày mượn tình để lên chùa xin tao đầu thai hoặc là cho nhà mày bắt cơm, mày đâm chết tao thì ngày sau mày có vĩnh viễn vào luân hồi đấy, mày có chết thành tro bụi thì tao cũng sẽ trả thù đấy. Không có ai không trả thù về cái mối họa đã mang đến cho người khác đâu. Nên tôi muốn tuyên bố tất cả những người nào mà chưa lệnh án tù hoặc những hành động mà con muốn ám sát người khác đấy, người ta có chết thành ma đấy, người ta cũng về đầu giết cả ba đời nhà chúng mày đấy, chứ ta không có đơn giản như thế đâu. Hôm nay Bella vĩnh viễn tuyên bố với mọi người trong số Bella trở lại giang hồ, Bella sẽ đi hát và sẽ có những cái hành động làm thiện nguyện từ thiện hoặc làm tham gia những buổi tiệc của xã hội để Bella mở rộng hoặc là mối quan hệ và coi như là giải oan để đầu thai kiếp khác. Vì mấy cái kiếp này thì quá nhiều ân tình đoạn nghĩa rồi. Tớ hỏi tất cả các anh đại gia hoặc là những cái chị mà hoa hậu hoặc là những cái bà và mẹ có tầng lớp thượng lưu, có ai mà lấy một người chồng mà người ta có 14 tuổi, người ta chưa kết hôn mà có hành vi hiếp dâm con người ta, mà người ta đẻ con trai cho mình mà bẻ 20 cái răng của người ta. Bây giờ răng Bella không ăn một cái gì cả. Cái đấy là Bella muốn nói là như thế. Đầu chúng nó văn là đi làm răng để lấy tiền trả cho 5 triệu để mua sữa cho con trai của Bella là Peter. Thì lúc đấy là Bella mới mổ đẻ có 10 ngày thì thuốc mê rất là nhiều và tâm trí không có tỉnh táo. Thế Bella nghĩ là mình hy sinh cho đứa con này thì dù sao cũng như là mình đi làm từ thiện đến các trại tị nạn xã hội, nàng trẻ đôi hết hoặc là vào chùa chiền hoặc là giúp những người tầng lớp giai cấp thấp để người ta được sống bình thường. Thế là bẻ 20 cái răng của Bella này. Bây giờ ca sĩ mà bẻ răng của người ta, răng Bella rất là trắng. Thế là xong còn bảo là mày đẻ con cho bố, bố mày thích bẻ răng mày này thì làm đéo thì bố mày. Thế nó còn dọa là đâm chết nhân chủ của Bella dưới trần gian, cái người mà người Bella đẻ con đấy. Bella nói tuyên bố này, đàn ông đấy, sống cho đàn ông, đừng đi theo đâm chết đàn bà. Nó còn bảo là bố mày ám sát mày vì mày đéo phải đàn ông. Thế Bella biết sinh con và đẻ con nên là con bảo Bella không phải đàn ông. Mọi người xem Bella là con trai hay con gái mà đẻ được con trai. Nên là Bella nói cái người mà đã kết hợp tình dục với Bella đấy là có mục đích là định hiếp dâm trẻ con và ám sát Bella. Nhưng hậu vô tình cái bảo thai để lại thì Bella đang nghĩ Bella thương con thôi. Nhưng không ngờ Bella muốn cải tà quy chính cho những người mà có những hành động mà, tại vì người ác đến mấy thì cũng có tìm được một cái điểm yếu để người ta hoàn lương thôi. Nhưng không ngờ người ta không hoàn lương lại tiếp tục hãm hại Bella. Và dạo này thì có cái hành động là gọi người đến truy sát Bella, còn dọa giết Bella nữa. Thì mày giết tao thì tao giết cả họ nhà mày đấy, tao không hiền như thế đâu. Còn mẹ nói cho Peter này, bây giờ mẹ vĩnh viễn là từ mặt và không có một mối quan hệ xã hội nào với Peter nữa. Peter đi với cái người Bùi Thị Anh đấy, là ngày xưa là đã từng lấy tham là ở trong nhà Kiên Quốc Liên Giang đến nhà của ông đấy, Bùi Văn Tiệm ông để lại đấy. Cái đất đấy là đất của Võ Tắc Thiên, đất đấy là không phải của bọn nó đâu, đất nó nằm vào hình một con cò. Ngày xưa cái đảo cò đấy hiện lên là ngày xưa nó đã bắn chết cái người Bella bay qua đấy và nó bắn chết cái biến thành con chim phượng hoàng bay rơi xuống cái đảo cò Thanh Miện, nên đông chim thì biến thành cò con, còn cái đấy là biến thành vũng máu đấy, tại vì trong truyền thuyết nó là như thế. Tại vì cái sẹo trên đầu của Bella này mọi người xem, ngày xưa nó đánh lên Bella ngất bất tỉnh đi và không nhớ cái gì cả. Bây giờ Bella đều đi vào chùa hoặc là Bella đi gọi người, những người ngày xưa biết Bella thì đã kể lại thì sự thật đau xót lắm các bạn. Cũng giống như kiểu Bella vừa đẻ ra con trai, nó bẻ 20 cái răng của Bella đây này, nó đập vỡ mặt mình ra. Thì bây giờ Bella sẽ trả thù những cái gì Bella chúng nó làm. Còn bây giờ thế là nó bắt Bella, đang nói là bắt Bella đi làm ô xin. Và ngày xưa xong là Bella sang bên Bắc Ninh và chủ Tiên Du đi gặp một cái anh khách ngày xưa đi xem hát của Bella, tại vì Bella ngày xưa hát quan họ bên Bắc Ninh, ngay chỗ thành phố Bắc Ninh đấy. Thì anh bảo là ông đi rất là, ông đứng ông khóc, ông bảo là sao mày lại đưa bị chúng nó hãm hại đến mức độ như thế, không thì cho nó đi hoặc là cho đứa con nó đi chứ đừng để chúng nó bắt nạt như thế. Thì nó bắt Bella là giả vờ cho vào thuê nhà, thế thuê có một ngày thôi. Thế là thằng Peter nó cũng khổ lắm, cái thằng già này nó lừa Bella đẻ con nhưng nó không hề có thương con nó một chút nào đâu, nó coi thằng Bella là kẻ thù, con của Bella là kẻ thù của chúng nó đấy. Thì tại vì nó không bao giờ tự tay đưa một bát sữa hoặc bát cơm cho thằng bé ăn. Thế là còn cái con của anh cái bây giờ nó cứ hiếp dâm thằng Peter thôi. Thì hôm trước Bella nghe mấy người xin nó là hiếp dâm trẻ con, nó ghê gớm lắm, nó đánh đập thằng bé suốt ngày suốt đêm đấy. Thì thôi đã có tâm, tại vì hôm Bella cũng có cho người điều tra là Peter vượt thời gian gọi con Bùi Thị Oanh, hiện tại đang cặp với con Bùi Thị Oanh đấy, một người cặp với ông bà chú của mình hoặc là cả bố của mình nữa, thì đừng nên làm như thế con ạ. Tại vì ở đời đấy không ai cho không ai cái gì và cũng không ai lấy không của ai cái gì đâu. Thì mẹ đã từ mặt
mặt, và bây giờ cấm một quan hệ, cấm vào nhà và không có một cái quan hệ xã hội này, Bella sẽ lấy người khác, thì Bella cũng đã có người khác để dạm hỏi và Bella cũng làm giấy tờ khác họ khác, thì bây giờ mọi như cầu giải thoát cho nhau, không ai liên quan đến ai và đừng gọi Bella là mẹ, và con Bella không có một mối quan hệ một người thân nào trong xã hội, bởi vì hôm trước anh Bella nhập viện ấy có một người bạn của Bella ngày từ rất là xưa từ mấy kiếp rồi thì nên cứu Bella ra khỏi đấy, chứ không có một người nào đến giúp Bella cả, chúng nó khổ nạn lắm. Thì Bella nói năn úp cho Bella làm ô xin, cứ vào thuê một cái nhà thì nó bắt Bella lau hết.